giới thiệu cả nhà nhá. Đây hoa giấy mình dâm nhá, hôm nay mình đánh lên để trồng nhá. Vân cát mọi người ạ. Cây đầu tiên một cái rễ cũng được. Đấy. Được. Cây thứ hai đấy nhá, rất nhiều rễ luôn nhá, người nhìn này ấy, rễ tuyệt vời chưa đấy, bộ rễ rất là tròn luôn. Đây cây này nha, cây này tán đẹp luôn. Đó. Đây cây thứ ba, một cây này nữa, cây này thì tuyệt vời luôn. Quá khó, cái này dễ thì hơi kém, dễ hơi kém, cái này trồng phải khéo mới sống được. Cái này nó có cái thế rất là lạ, cho nên là mình phải cố gắng để giữ nó. Đây, xong, đánh xong hai cây nhá. Cho các bạn xem này. Thấy không? Đấy, bộ rễ này. Cây này có cái dáng quái chưa? Dáng rất là quái nhá. Còn cái cây này có thể lên chậu để chơi luôn được. Đấy. Đẹp không? Đấy, nhìn này. Các bạn nhìn vết cắt và bộ rễ nó đi xung quanh này. Thấy không? Cắt và rễ nó bám xung quanh. Quá đẹp luôn nhá. Đấy, tán cây cũng đẹp. Rồi. Rồi mình mang. Tốt này cơ. Đấy. Thấy không? Đây. Dâm vào cát nhé. Mình dâm vào cát pha đất. Đấy mọi người nhìn này. Đẹp không? Wow. Dễ quá đẹp luôn nhỉ. Đấy. Đấy nhìn vết cát này nhá. Vết cát mà dễ phụt ra nhá. Đấy. Hay mình bứng nó lên để đem đi trồng nhá. Trồng. Thấy chưa? Bây giờ mình trước khi trồng, đem đi trồng thì mình phải cắt tỉa bỏ bớt lá. Đó. Đây mọi người xem này. Đấy, vết cắt này, vết cắt mình này. Đấy. Rất là ngọt luôn. Rễ nó ra nhá. Mọi người lưu ý này. Rễ nó không phải ra ở mỗi cái mép vết cắt đâu nhá, mà nó ra cả ở phần trên này. Đây này. Đấy nó ra cả ở phần trên nhá. Đấy. Đẹp chưa? Hoa giấy đấy. Đấy nha, hoa giấy dễ. Dễ đẹp luôn. Đây. Quay cho mọi người xem này. Đây nha. Dâm cây hoa giấy rất nhiều rễ luôn. Đấy, bây giờ mình tiến hành cắt. Cắt bớt nhá.
chúng ta đừng để nhiều là cành lá quá sẽ nước. Giờ chúng ta cắt để trồng ra như thế này, bỏ bớt đi, vỡ hết cành đi. Con bọ ngựa vỡ bức canh. Đấy chưa, gốc rất đẹp luôn nhá, mọi người nhìn thấy chưa? Cây này là được tổng là 3 tháng nhé, mình ươm được 3 tháng, ươm cát, ươm được cát, cũng không tưới được, cho nên là nó cũng không được khỏe. Mọi người nhìn cát này khô cong, đấy, thấy không? Tự nhiên được một thân đẹp. Cái này để tiến hành trồng ra để nuôi gốc. Tuyệt vời, đẹp luôn, tuyệt vời luôn.